kẹo sáp hình con tôm nha cả nhà. Tôm này là tôm size lớn. Wow. Review kẹo sáp. Đây là hình dáng của một chiếc máy bay cả nhà. Mời anh em. Có cái lớp nhân màu xanh nha. Wow. Review kẹo sáp. Trên tay mình đây là một con cua nha cả nhà. Khá là to luôn á. Vừa bằng cái bàn tay mình nha. Mời anh em. Những cái kiểu sáp to như thế này á thì cái nhân phía bên trong càng nhiều. Nhân càng nhiều thì ăn càng phê nha anh em.